Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm kiểm tra tiến độ thi công xây dựng trụ sở mới Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Đón và làm việc cùng đoàn có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển. Qua ngày báo cáo và kiểm tra thực tế tại đơn vị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng như nhà thầu là Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng theo kế hoạch. Bộ trưởng chỉ đạo thời gian tới phải giám sát thi công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình, an toàn tuyệt đối về mọi mặt và sớm hoàn thiện trụ sở đưa vào sử dụng đầu năm 2018.